chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là bước ngoặt nào đang đến với cuộc sống của các bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay là 3 lá bài nhé. 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Có thể là thông qua màu sắc, thông qua hình vẽ trên lá bài nhé. Cái này thì mình cũng chỉ rút ra để mọi người chọn thôi, chứ mình cũng không có lấy ý nghĩa của những cái lá bài này để giống như là để gán vào những cái tụ bài ở đây, mà chỉ để cho các bạn chọn dễ chọn thôi. Các bạn khó chọn quá thì các bạn có thể chọn giúp mình một con số 1, 2 hoặc 3 nhá. 1, 2, 3. Rồi hãy chọn đi. 1, 2, 3. Rồi và chúng ta sẽ đến với số 1 nhá. Các bạn, chủ bài số 1, đây là trẻ bé Trung, 9 biết vẽ, đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là bước ngoặt nào đang đến với cuộc sống của các bạn, thì điều đầu tiên đây mình thấy là bản thân bạn ý, mình thấy các bạn có một cái mục tiêu nào đó để theo đuổi. Nhiều bạn có thể là đi du học, đi nước ngoài, hoặc là chuyển công tác, chuyển đơn vị, chuyển một cái gì đó mà mình thấy rằng là cái dự định của các bạn đấy nó cũng khá là lớn đi, nó cũng khá là to, và các bạn rất là phấn đấu để có thể thực hiện được cái mong muốn đấy. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề nó xảy ra ở đây, đó chính là cái lập trường của bạn nó đang không được vững vàng cho lắm. Bởi vì mình thấy là có thể khi các bạn lựa chọn cái con đường đó thì ban đầu là nó sẽ chưa thể đem đến cho bạn cái nguồn lợi nhuận hoặc là tiền bạc ngay được bằng những cái con đường khác. Thế nhưng mà về lâu về dài thì đấy lại là cái con đường tốt nhất dành cho các bạn. Thứ nhất nhá, mình thấy là các bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi một cái người đàn ông nào đó. Người này là người cầm tiền, người này giữ trong tay rất là có tương đối một khối lượng tài sản nào đó, có thể là bố bạn hoặc là một ai đó mà mình thấy là họ gây ảnh hưởng đến bạn. Cái người này thì họ có thể là đề nghị các bạn là ở lại làm việc và họ sẽ trả lương cho bạn, là trả lương cho bạn nhiều hơn, hoặc là họ sẽ cung cấp cho bạn nhiều tiền bạc hơn, hoặc là họ sẽ nói rằng là, hoặc đây cũng có thể là người yêu của các bạn, người yêu hoặc chồng của các bạn. Đại loại là họ hứa hẹn với bạn rằng là nếu như bạn ở lại, nếu như bạn từ bỏ cái giấc mơ, cái mong muốn đó của các bạn ý, thì họ sẽ cho bạn những cái này cái kia, tiền bạc này kia các thứ, hứa hẹn nọ trai về mặt tiền bạc. Và như mình nói là cái giấc mơ mà bạn theo đuổi ý, có vẻ là nó sẽ không thể đem đến được cái tiền dồi dào về mặt tiền bạc tài chính ngay và luôn được. Nhưng theo thời gian thì nó là cái bước đường tốt nhất, tuyệt vời nhất dành cho các bạn. Thì giống như là các bạn thời điểm này đang bị một cái sự cám dỗ nào đó đến từ người đàn ông này. Người này thì mình thấy rằng là thật ra họ cũng không phải là xấu đâu, họ không hẳn là xấu đâu, nhưng mình cảm thấy là cái người này họ có nhiều toan tính hơn bạn rất là nhiều. Họ suy nghĩ đầu óc kiểu họ có sạn ấy, còn các bạn là con nai vàng ngơ ngác mà đạp trên lá vàng khô đấy, các bạn là như vậy. Cái người này thì họ mình thấy là họ đem đến cho bạn những cái sự lựa chọn khác, họ đem đến cho bạn những cái giống như là những cái cơ hội khác nữa. Cho nên là các bạn rất là phân vân không biết là mình nên chọn cái gì và đâu sẽ là cái thứ tốt nhất cho mình. Thì nếu như cái người này họ chưa xuất hiện hoặc là chưa có điều này xảy ra thì tiếp theo nó sẽ là cái bước ngoặt đến với các bạn. Mình thấy là các bạn sẽ phân vân lựa chọn, không biết là nên chọn cái dự định cũ của mình. Cái dự định cũ của bạn có vẻ là liên quan đến cái việc đi xa, hoặc là đi đâu đó, hoặc là đi du học, đi xuất khẩu lao động, đi đâu đó đấy đấy vân vân, hoặc là chuyển đến một cái nơi khác, đến một cái vùng đất khác ấy. Thì mình thấy là bạn bị phân vân giữa A và B, giữa lựa chọn giữa một cái này và một cái kia, kiểu như vậy. Vì rõ ràng một cái là nhìn thấy lợi trước mắt, còn một cái là phải trải qua, phải trải nghiệm, phải vất vả, phải cố gắng, phải nỗ lực thì mới có được. Nhưng mà về lâu dài thì như mình nói là cái giấc mơ ban đầu của bạn, cái mục tiêu ban đầu của bạn ấy, nó rất là tốt, nó cực kỳ là tốt. Và nhiều khi là các bạn so sánh bản thân mình với những cái người xung quanh là tại sao đến giờ này họ đi làm kiếm tiền rồi vân vân thế này thế kia, các thứ rồi mà tại sao bản thân mình lại như vậy. Cho nên mình thấy là có thể bạn sẽ bị cám dỗ bởi một cái lợi trước mắt nào đó. Tiền bạc thì rõ ràng là bạn rất là muốn kiếm tiền rồi, thế nhưng mà nó giống như là cái cơ hội tiền bạc người này đem tới nó không chắc chắn đâu. Nó chỉ là trong một cái phút chốc nào đấy thôi, nó chỉ là có thể phút chốc nào đấy bạn ôm được một quả, bạn trúng được một mánh thì rất là tốt, nhưng về lâu về dài thì nó không phải là con đường tốt nhất. Cho nên ở đây mới có cái lời khuyên cho các bạn, đấy là bạn phải đi sâu vào bên trong, khám phá bản thân của mình ấy, để biết là đâu là mục tiêu mà mình hướng đến, để mình theo đuổi nó, để mình lập một cái kế hoạch cụ thể để theo đuổi cái giấc mơ đấy. Các bạn có lá bài nói về việc đấy là cái giấc mơ của bạn ấy, nó cần có một cái kế hoạch chi tiết, cần có một cái kế hoạch nó rõ ràng. Đấy, và thật ra mình nghĩ là bản thân bạn còn chả biết các bạn muốn gì, bởi vì thật ra ai ấy, ở trong cái tình huống của bạn mới hiểu được cái sự khó khăn đưa ra quyết định. Có những bạn thì sẽ chọn cái lợi trước mắt, có những bạn thì chọn cái lợi lâu dài, cái lợi ích lâu dài của mình, cái để phát triển bản thân hay là gì gì đó. Nhưng mà lựa chọn cái gì thì mình thấy là nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Ok, mình thấy là thật ra sâu thẳm bên trong bạn ấy, các bạn đã có cái câu trả lời rồi. Bạn đã biết là mình nên chọn điều gì và đâu là cái thứ mà tuyệt vời hơn cho mình rồi. Nhưng mà đúng như là tiền bạc mà, bạn cố gắng mọi thứ nó cũng đôi khi cũng một phần là bởi vì tiền bạc thôi. Mà bây giờ nó đang dâng lên trước mặt các bạn đây rồi, thì các bạn sẽ không biết là mình nên chọn cái gì, hay là mình nên chọn cái lợi trước mắt đi để mình có thể bằng người khác, để mình có thể không cảm thấy tự ti trước người khác. Nhưng mà như mình nói đó là cái lợi về mặt lâu dài là nó không có ở đây đâu. Nó chỉ giống như phút chốc hay là gì gì đấy thôi. Bởi vì cái người này họ thật ra họ có sạn đấy. Người này họ không phải là bình thường đâu. Kiểu như nếu như họ là một người làm ăn kinh doanh buôn bán thì đã có rất là nhiều kinh nghiệm và kinh qua rất là nhiều những cái thử thách rồi. Thật ra đến bây giờ thì mình cũng không biết là các bạn sẽ chọn cái gì, và cũng không thể khuyên được là đâu là cái thứ tốt nhất cho các bạn. Nhưng mà thời điểm tiếp theo bạn phải lựa chọn một trong hai sự lựa chọn đó. Một là cái lợi trước mắt, cái tiền bạc ngay trước mắt luôn. Hai là một cái lâu dài liên quan đến học thức này, liên quan đến tương lai, các thứ nó lâu dài hơn này, kiểu như vậy. Thì các bạn sẽ phải lựa chọn một trong hai. Và mình thấy là thời điểm tiếp theo có thể là bạn sẽ cần thêm thông tin mới có thể đưa ra được cái quyết định được. Bạn sẽ phải bị đẩy vào cái trạng thái đấy là lựa chọn giữa hai con đường, ngã ba đường, không biết là chọn cái gì đây. Và đó chính là cái bạn chọn cái gì thì nó cũng là bước ngoặt của các bạn thôi. Chọn cái gì đó cũng là một cái sự thay đổi về mặt cuộc sống của bạn khá là lớn đấy. Nói chung ý, mình thấy là bạn còn phải cân đo đong đếm nữa, chưa thể đưa ra được quyết định vội vàng ở ngay cái thời điểm này đâu. Và mình thấy là rồi mình sẽ xem như nào đây, xem cái chiều hướng trải bài tụ bài số 1 là như thế nào. Mình thấy là bạn nên nhìn xa nhá. Bạn phải lên nhìn xa và nhìn thấy toàn bộ cái bức tranh toàn cảnh của cái câu chuyện này. Tức là như mình nói, đó là bạn đừng vì những cái phút bốc đồng trong phút chốc, đừng vì những cái lời khích bác trong phút chốc, hoặc là đừng vì những cái cảm xúc tiêu cực trong phút chốc mà các bạn đưa ra một cái quyết định nó gây ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Tức là có thể người kia họ khích bác bạn là ui dồi ôi, đến tầm này rồi mà thế nọ thế kia rồi này thế khác. Thật ra là mỗi người có một con đường khác nhau, bản thân bạn cũng thế. Bạn có ước mơ riêng, có cái đam mê riêng, có cái mong muốn riêng để theo đuổi. Chỉ là bạn đang trên con đường thực hiện cái điều đó và nó gần như là sắp đạt được rồi, thì bạn nó lại nảy ra một cái sự lựa chọn khác. Thì mình thấy là bạn phải nhìn mọi thứ rộng ra, dài ra, đừng nhìn mọi thứ ở cái lợi ngay trước mắt nó đang đập vào mặt bạn là tiền rồi thế nào thế kia. Nhưng mà sau rồi bạn rất là dễ sẽ hối hận đấy. Cho nên là đừng vì lời so sánh này, đừng vì cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn mà mình phải nó cũng không khác gì cái câu chuyện. Mình thì mình ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu thôi. Ví dụ đây nha, đây là ví dụ cho dễ hiểu thôi nha, đúng với cái tình huống này nha. Mình lấy ví dụ như là bạn đi, bạn đến tuổi lấy chồng lấy vợ rồi, kiểu như vậy. Bạn bè của bạn cũng lấy chồng lấy vợ hết rồi, nhưng bản thân bạn chưa tìm được cái người nào thực sự phù hợp để kết hôn. Đó, thế nhưng mà bạn cảm thấy rằng là ôi đến tuổi rồi hay là mình cũng lập gia đình đi, thì bạn có thể vơ bừa một ai đó. Ok, cái điều đấy có thể làm hài lòng gia đình của bạn, họ hàng và những cái ánh mắt soi mói xung quanh. Nhưng bản thân bạn không cảm thấy trọn vẹn với cuộc tình và cái cuộc hôn nhân đó, thì bạn có vui không? Thì y hệt như cái trường hợp này thôi. Nếu như cái lợi trước mắt ở đây đó chính là giống như là các bạn lấy vợ lấy chồng luôn ấy, thì các bạn kiểu yên bề ra thất luôn. Đó, thế nhưng mà cái lợi lâu dài, cái lâu dài, cái con đường số 2 chọn lâu dài ở đây là chính là bạn chỉ chờ đến khi nào bạn thực sự tìm được cái người phù hợp nhất với bạn thì bạn mới có thể xây dựng một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn các bạn lấy về để làm gì khi các bạn hai người không yêu nhau, không thể xây dựng được với nhau một cái gia đình hạnh phúc? Khi mà cố đấm ăn xôi trong một mối quan hệ đó thì một ngày nào đấy khi mà bạn gặp một ai đó khiến trái tim bạn rung động thì bạn cũng sẽ bỏ cái cuộc hôn nhân này mà đi thôi. Đấy, thì làm nó gần tương tự với cái câu chuyện như vậy. Ví dụ như vậy để cho các bạn dễ hiểu hơn. Cho nên là phải nhìn mọi thứ nó rộng ra, không có gì mà phải xoắn cả, không nhất thiết là phải so sánh bản thân mình với những cái người khác để làm cái gì cả. Bạn so sánh bản thân mình với người khác thì họ coi họ như là một cái động lực thôi, chứ đừng để kiểu như là chỉ trích hay là bản thân phải sống theo một cái sống theo một cái gọi như là một cái hình mẫu, một cái khuôn phép nào đó là đến giờ này rồi thì phải thế này phải thế kia, kiểu như thế. Nó không giống như, không khác đến cái việc là ví dụ như ủi 20 mấy tuổi rồi mà không lấy chồng lấy vợ à, kiểu thế. Thế chả nhẽ mình chả nhẽ lúc đấy bọn mình hỏi ngược lại là ô thế bác từng đấy tuổi rồi thì sao chưa đến giờ để ra đi nhỉ, đấy kiểu như vậy. Nó không có một cái, nó không có bất kỳ một cái quy tắc nào cả, nó không có một cái quy định nào cả. Vũ trụ còn chẳng quy định cho các bạn là bao giờ bạn phải lấy chồng, bao giờ bạn phải lấy vợ, bao giờ bạn phải chọn cái này, bao giờ bạn phải chọn cái kia. Vũ trụ chỉ đưa đến những cơ hội để bạn có thể đưa ra cái quyết định. Cái đấy nó lại thuộc ý chí và mong muốn tự do của bạn thôi. Thì đây sẽ là cái thứ dẫn bạn đến cái bước ngoặt tiếp theo. Nói chung là mình không thể khuyên các bạn được cụ thể là các bạn nên chọn cái gì, bởi vì chỉ có bản thân bạn mới hiểu đâu là thứ tốt nhất cho bản thân của bạn thôi. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là thông qua cái trải bài này thì các bạn có cái câu trả lời cho mình là mình nên làm cái gì rồi, đúng không? Rồi, và đó là tụ bài số 1, chúng ta đến với số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Với câu hỏi đó là bước ngoặt nào đang đến với cuộc sống các bạn, thì mình thấy cái bước ngoặt này của các bạn ấy, nó liên quan đến một cái việc, đấy là các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định quan trọng cho một cái tình huống nào đó các bạn đang gặp phải ở đây. Mình thấy nếu như mà nó có thể là công việc, nó có thể là tình yêu, hay là bất kỳ cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của các bạn nhá. Nhưng mình thấy rằng là các bạn sẽ đưa ra một cái quyết định mang tính chất đó chính là đòi lại cái công lý cho chính bản thân của mình. Mình thấy rằng là trước khi bạn đưa ra cái quyết định đó thì các bạn có một cái khoảng thời gian vật lộn rất là nhiều đối với những cái nỗi đau, đối với quá khứ, đối với bản thân của mình, đối với những cái chuyển biến ở trong cuộc sống của chính các bạn. Nó giống như là cái việc như là thay đổi nó tới nhưng các bạn không chấp nhận cái sự thay đổi đó, và các bạn kiểu cứ đánh nhau với cối xay gió ấy, các bạn cứ đánh nhau với vũ trụ ấy, các bạn cứ chống lại cái dòng chảy ấy. Và chính càng làm như thế thì bạn là cái người rất là tổn thương. Mình lấy ví dụ ở đây trong một trường hợp liên quan đến câu chuyện tình yêu nhá, là các bạn cứ cố đấm ăn xôi trong một cái câu chuyện nào đó, các bạn kiên nhẫn chờ đợi nuôi dưỡng nó mặc dù các bạn biết không có kết quả, và sau đó các bạn phát hiện ra trong cái mối quan hệ này có người thứ ba. Mình thấy nếu như liên quan kể cả bất kỳ công việc hay tình yêu chăng nữa thì mình thấy có một người phụ nữ mắt đen tóc đen gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của các bạn rất là nhiều. Nếu như trong tình yêu người này có thể là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của các bạn, họ không nhất thiết phải tiểu tam, không nhất thiết là phải trà xanh, mà họ có thể là một người anh chị em nào đó hoặc là mẹ của ai đó trong cái mối quan hệ của hai người, và ngăn hai người không đến được với nhau. Thì mình thấy là các bạn cứ rất là kiên nhẫn để trước đó thì đã rất là kiên nhẫn để xây đắp bồi đắp rồi chờ đợi cái người này họ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng mà không có cái điều đấy nó xảy ra, và mình thấy cái thời điểm tiếp theo các bạn nhận ra rằng là đột nhiên các bạn eureka một cái là mình có nhiều cái sự lựa chọn có ý nghĩa hơn là cái sự lựa chọn mình cứ đâm đầu vào cái bụi rậm đó, cứ đâm đầu vào một cái gì đấy nó không có kết quả. Và mình thấy là bản thân bạn sẽ tìm được cái câu trả lời trong chính bản thân trong chính bên trong của các bạn. Mình thấy là các bạn thay vì đánh nhau với khối xay gió, thay vì đánh nhau với ăn vạ vũ trụ, thì các bạn chọn xuôi dòng, bạn chọn buông bỏ. Và các bạn giống như là khi các bạn phát hiện ra được cái sự thật rằng là có ai đó họ chơi xấu bạn, hoặc là trong công việc họ chơi xấu bạn, bạn bị bất công, hoặc là trong tình yêu thì là có người thứ ba xen vào chẳng hạn, thì mình thấy là bạn cảm thấy là tất cả những cái cố gắng của mình ấy, nó đã đổ sông đổ bể rồi, và các bạn giống như là đã chạm đến cái giới hạn cuối cùng của các bạn, cái nỗi đau cuối cùng của các bạn, và các bạn quyết tâm đứng lên cắt đứt toàn bộ những cái thứ mà nó gây tổn thương đau đớn cho mình. Và các bạn chọn cái việc là surrender, tức là các bạn cảm nhận những cái nỗi đau đó, các bạn nhìn thấy nó, các bạn đi xuyên qua nó, chấp nhận nó và chữa lành nó, chứ các bạn không kiểu như chối bỏ mọi thứ nữa. Mình thấy có một cái sự giác ngộ, mình thấy có một cái sự mở mang về mặt suy nghĩ, về mặt nhận thức của các bạn rất là nhiều, và các bạn quyết tâm là có thể có những bạn ở đây sẽ đứng lên để bóc phốt, đứng lên để đòi lại công lý cho chính bản thân của mình. Nếu như trong công việc mà bị đối xử bất công á, thì mình thấy là bạn sẽ kiểu đứng lên để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Còn trong câu chuyện tình cảm ấy, thì mình thấy là các bạn cũng sẽ đứng lên để giải quyết, để bóc phốt, hoặc là để làm rõ ràng cái câu chuyện này, để chính bản thân bạn có được một cái câu trả lời cho chính mình một cách rõ ràng nhất. Nhưng mà mình thấy là sau đó mọi thứ nó sẽ trở nên tốt thôi. Mình thấy là các bạn sẽ rất là vui mừng. Có thể các bạn vui mừng bởi vì mình đã thoát ra được khỏi một cái điều tồi tệ, một cái điều kinh khủng hơn. Giống như là các cụ lại gánh gọng lưng phát nữa rồi, đúng không? Bởi vì các bạn có lá Green Man này nói về việc là những cái thế lực tự nhiên ý, họ đang rất là tạo điều kiện cho các bạn để các bạn có thể thực hiện được cái điều mà các bạn mong muốn. Cho nên mình thấy là có rất là nhiều điều các bạn cần phải giải phóng ở đây. Thứ nhất là giải phóng cái sự kiểm soát của bản thân mình đối với cái tình huống các bạn đang gặp phải. Mình thì mình rất là, đối với những cái tụ bài kiểu như thế này, mình không rõ ràng là trong công việc hay trong tình yêu á, thì mình không có khẳng định cho các bạn là liên quan đến vấn đề cụ thể nào. Nhưng mà tùy với trường hợp của các bạn thì các bạn nhận lấy nhá. Và mình thấy là cái bản thân của bạn á đã chọn cách giải phóng, thứ nhất là sự kiểm soát của bản thân mình và những thứ mà giống như một ai đó họ đã hết yêu bạn ấy. Bạn không thể làm cho họ yêu bạn nữa, khi mà người đấy họ đã muốn chia tay rồi, bạn làm sao bạn có thể níu kéo mãi được, đúng không? Và bạn còn phát hiện ra sự thật là có thể người này họ còn có một cái người khác nữa, thì cái lòng tự trọng lúc đấy của bạn cần, bạn biết là mình cái giới hạn của mình á, là mình cần phải dừng lại thôi, mình không thể tiếp tục nữa. Let go, rất là nhiều lá nói về việc let go, buông bỏ, tiến lên phía trước thôi. Và mình thấy bạn sẽ làm được điều đó. Và đây là một cái bước ngoặt lớn để hướng các bạn đến một cái tương lai tốt hơn, đến những cái tin vui, những cái ăn mừng, những cái điều tốt đẹp hơn nó đang đến với các bạn. Nó có thể chưa đến ngay và luôn, nhưng nó sẽ tới. Và đây chính là cái tương lai của bạn khi bạn thực hiện cái bước ngoặt này, khi bạn thực hiện cái quyết định, cái sự kiên quyết của bạn này. Thì đây là thứ bạn sẽ có được. 4 gậy là một cái niềm vui rất là ăn mừng, vui vẻ, hạnh phúc. Ở đây các bạn nhìn thấy nó không có một cái đám cưới rất là vui vẻ, hạnh phúc ở đây. Một cái sự vững chắc, và đó cũng là cách để mà bạn đòi lại chính cái công lý cho bản thân của mình. In the near future, there's something better. Mình thấy là trong tương lai gần thôi thì bạn sẽ nhận ra được cái điều này và các bạn đưa ra được quyết định. Sau đấy thì các bạn nhận thấy rằng là mình có nhiều sự lựa chọn hơn mình nghĩ rất là nhiều. Đó là những cái sự lựa chọn mới cực kỳ là tốt đang được đem đến. Nên là hãy biết là cái tình huống các bạn đang gặp phải nó sẽ có cái sự cải thiện ở đây. Mình thấy là các bạn đã chờ đợi nó để nó thay đổi, các bạn chăm chút cho nó, các bạn chăm chút cho nó rất là nhiều, rồi chờ đợi nó thay đổi, rồi là như thế này như thế khác rất là nhiều, nhưng mà nó không có biến đổi theo cái mong muốn của bạn. Giống như các bạn bỏ ra và hy sinh rất là nhiều cho cái tình huống đấy, cho cái câu chuyện đấy, nhưng thứ bạn nhận lại thì thậm chí nó là sự bội bạc, thậm chí đó là cái sự lật mặt, thậm chí đó là một cái sự đâm nén ở đằng sau lưng. Khi là mình thấy là bạn cần phải mạnh mẽ để tiến bước lên phía trước. Mình thấy là sẽ không có cái sự nói chuyện rõ ràng nó diễn ra đây đâu. Ok. Mình thấy là sẽ không có sự nói chuyện rõ ràng đấy, nghĩa là sao? Tức là mình thấy bạn hành động tất cả mọi thứ trong âm thầm. Nghĩa là bạn cắt đứt mọi thứ, hoặc là bạn đưa ra quyết định ấy, nó nhanh này, nó trong âm thầm này. Các bạn không kiểu dùm beng lên là tao bóc phốt mày hay là như nào đó đâu. Giống như tất cả mọi thứ nó đã chạm đến giới hạn rồi, và các bạn kiểu giống như là kinh tởm hoặc là cảm thấy không ghét đến cái mức mà các bạn không buồn nói một cái gì nữa. Các bạn chỉ có đưa ra quyết định và tiến lên phía trước, thế thôi. Còn không có đôi co, không có phân trần, không có gì hết. Mệt. Thế thì cho mệt. Đấy, ý của bạn là vậy á. Mình thì cá nhân mình thì mình nghĩ là cứ nói đi. Đằng nào cũng một thể luôn thì cứ nói đi, sau đấy thì là thích ra ngô thì ra ngô, mà thích ra khoai thì ra khoai. Còn nhưng mà các bạn thì có lẽ là các bạn sẽ chọn thôi khỏi phải nói. Thông điệp dành cho tụi bài số 2. Các bạn rất là tức giận khi mà biết được cái sự thật đó, khi mà biết được một cái điều gì đó mà nó liên quan và sau đấy thì các bạn phải cắt đứt ấy. Rất là tức giận. Wow, có lẽ là bởi vì tức giận quá nên các bạn kiểu không thèm nói. Giờ lời của ta là vàng là bạc, đúng không? Không phí lời về những cái thứ mà nó không cần thiết. Mình thấy các bạn quay lưng bước đi nó dứt khoát lắm. Đúng là các bạn đã rất là trông mong, đã rất là yêu thương, trân trọng nó, nhưng mà nó thì nó lại không có đúng như cái thứ mà bạn mong muốn. Nên mình thấy là bạn chăm chút cho cái tình huống đó, cho cái câu chuyện đó, cho cái thứ đó rất là nhiều. Bạn lo lắng rồi bạn cảm thấy không vui vẻ nếu như mà nó gặp vấn đề đó. Và ban đầu thì mình thấy là các bạn rất là trốn tránh cái việc phải đối diện với sự thật, nhưng mà bước ngoặt tiếp theo đến với các bạn đấy chính là bạn sẽ đối diện đối với nó. Wow, mình biết là các bạn sẽ rất là ghét cái câu chuyện này mà Thì cái câu chuyện này như mình nói là nếu như có thể trong công việc thì bạn bị chơi xấu, trong cái tình yêu thì có thể là bạn bị ai đó họ lừa dối, họ yêu thêm một người nữa, họ có thêm một cái phương án nữa ở trong cuộc sống của họ cơ. Thì mình thấy là bạn rất là ghét. Mà mình nói lúc nãy con là có thể là cái cảm giác kinh tởm đấy. Không thèm, nói năng không thèm gì hết. Thông điệp dành cho tụ bài số 2 Triangle. Úi giời ơi, ôi giời ơi, mình xin lỗi nếu như mình kêu to quá, nhưng mà nó đúng quá mọi người ạ. Thế thì khả năng cao nếu như mà liên quan đến câu chuyện tình cảm, nói chung là không phải tất cả 100% các bạn đều liên quan đến câu chuyện tình cảm trong tụ bài này nhá. Có những bạn là liên quan đến công việc thì mình thôi không nói này. Nhưng nếu như trong chuyện tình cảm chắc chắn có người thứ ba, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra một cái sự thật đó. Nhưng mà thôi hãy coi nó giống như một cái karma đi, một cái nghiệp quả nào đó mà các bạn phải trả đi, kiểu như thế. Hãy biết rằng là đây là một món quà gửi đến cho các bạn đấy. Các cụ đã gánh còng lưng rồi, một món quà được ẩn giấu đằng sau những cái điều tồi tệ, mà phải trải qua cái điều tồi tệ đấy các bạn mới cảm thấy là ôi may quá mình không có đến với người này, may quá mình không lấy với cái người này, bởi vì có nếu như không thì có lẽ là đầu mình cắm đầy sừng, hoặc là mình còn bị lừa dối đến bao giờ nữa, đúng không? Thế nên là phải cảm thấy may mắn. Rồi, đó là các bạn tụ bài số 2. Chào các bạn 3. Đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là bước ngoặt nào đang đến với cuộc sống các bạn. Thì mình thấy cái câu chuyện này nó không hẳn là một cái bước ngoặt đâu. Nó là một cái đang giống như là một cái gõ đầu, mà vũ trụ gõ đầu của bạn đây này. Đầu tiên nhá, mình thấy dường như là các bạn đang rất là muốn kiểm soát trong một tình huống nào đó. Nhiều bạn đây mình cảm nhận được rằng là các bạn muốn biết trước được tương lai. Thì các bạn đã làm rất là nhiều cách để có thể biết trước được tương lai. Đi xem bói này, hay là xem cái nọ cái kia các thứ này, nhưng mà không có một cái lời giải đáp nào của bạn á, giải đáp nào từ những cái người mà họ cho bạn biết ấy, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn cả. Bởi vì thật ra nhiều khi bạn muốn kiểm soát cái tương lai của mình phải đi theo cái hướng mà mình mong muốn. Nhưng mà mình thấy là và nhiều khi là các bạn xem nhiều quá thì các bạn có thể là bị loạn này, hoặc là các bạn kiểm soát không được thì các bạn cảm thấy rất là khó chịu này. Thì mình thấy đây có một cái lời khuyên cho các bạn, đấy là hãy để mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Có thể dường như mình cảm nhận được rằng là các bạn đang không chấp nhận những cái điều nó đang xảy đến trong cuộc sống các bạn. Các bạn muốn nó phải đi theo đúng ý và mong muốn của mình cơ. Thế nhưng mà chúng ta không có tầm nhìn như vũ trụ đâu. Bởi vì vũ trụ có một cái tầm nhìn rất là rộng lớn. Vũ trụ biết cái điều gì tốt cho chúng ta, thay đổi nào, đến để làm gì, để dạy cho chúng ta bài học gì. Còn bản thân chúng ta thì giống như là chỉ là những cái người mang tính trải nghiệm thôi. Ở đây có rất là nhiều lá bài nói về việc đấy là divine, the guidance này. Bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn từ divine, và hãy đầu hàng divine, tức là hãy đầu hàng vũ trụ, hãy để cho mọi thứ đó được diễn ra một cách tự nhiên. Thay đổi nó đến thì hãy đón nhận nó, đừng có từ chối nó. Cho dù nó là điều tốt hay điều xấu thì hãy cứ đón nhận nó đi. Rồi sau đó thì nếu như vũ trụ ném cho bạn mắm tôm thì ok, order suất bún đậu. Mà nếu như mà đem đến những cái món phở ngon hay gì thì ok, ngồi xuống ăn luôn, đúng không? Tức là hãy đặt mình vào bạn trạng thái đón nhận. Mình thấy là nhiều khi bạn xem trước rồi, bạn biết trước rồi, sau đấy là các bạn cứ giãy giụa thôi. Nhưng mà thật ra nhá, có những cái chúng ta xem trước này, nó là một cái câu nói như thế, nhưng mà nó được hiểu theo rất là nhiều nghĩa khác nhau. Đó, cho nên là nó về cơ bản thì nó vẫn là một điều bất ngờ. Các bạn vẫn không ngờ được là nó sẽ dẫn bạn đi đến đâu. Cho nên là hãy thoải mái đi, thư giãn đi, hãy để mọi thứ diễn ra từ cách tự nhiên đi. Và mình thấy rằng là thời gian sẽ cho bạn cái câu trả lời sáng tỏ nhất. Và hãy biết rằng luôn có lý do đằng sau những cái lý do sâu xa đằng sau những cái câu hỏi mà bạn hỏi, bạn luôn tìm kiếm đấy. Và cái lý do đấy bạn sâu xa đấy, bạn muốn biết được á, hãy trải nghiệm thay vì muốn kiểu kiểm soát mọi thứ đi theo ý của mình. Mình thấy là thời gian sẽ cho bạn cái câu trả lời sáng tỏ nhất. Có những bạn thì mình cảm giác như các bạn muốn biết về tình yêu, các bạn muốn biết là vợ chồng tương lai của mình là ai, rồi cụ thể vân vân là mây mây. Và giống như nếu như mà họ miêu tả những cái người mà họ xem bài hay là xem bói hay là xem chỉ tay hay là gì đấy, họ miêu tả cái người đấy không đúng với cái gu của bạn ấy, bạn cảm thấy khó chịu lắm và bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hoặc có những bạn đi xem tử vi thôi, đầu năm đi xem tử vi đi, thì người ta nói này nói kia thì khiến cho các bạn về các bạn rất là bị tụt mood và rất là buồn. Thì cũng có nhiều trường hợp hỏi mình những cái trường hợp kiểu như vậy. Rồi thì thật ra Thật ra rằng là mỗi cái đã có rất là nhiều trường phái khác nhau, mỗi người họ cũng có cái cách xem và cách nhìn nhận khác nhau. Hãy cứ đón nhận nó một cách cởi mở thôi. Đối với bản thân mình nó hay ở cái chỗ đây là cái gì tốt thì mình đón nhận, còn cái gì xấu thì mình sẽ suy nghĩ để tìm cách cải thiện, vậy thôi. Còn mình sẽ không buồn quá lâu. Còn bản thân các bạn thì mình thấy là trăn trở một cái điều gì đấy rất là nhiều và đang thiếu đi cái sự thư giãn, thiếu đi cái sự thoải mái. Mình thấy là cái thay đổi nó đang đến với cuộc sống các bạn rồi, nhưng mà nghe vẻ là nhiều khi bạn không chấp nhận những cái thay đổi đó. Mình thấy có những bạn ở đây có thể là các bạn biết là các bạn sẽ sắp gặp một ai đó rồi, kiểu như vậy. Thì mình thấy là ở đây cũng có hiện lên một người này, nhưng mà người này có vẻ không đúng gu hoặc là bị lệch so với mọi thứ của bạn, cho nên là các bạn rất là quán quéo mà các bạn rất là khó chịu. Thế nhưng mà hãy để cho mọi thứ được diễn ra một cách tự nhiên. Vũ trụ có kế hoạch riêng của vũ trụ dành cho bạn. Họ đã có một cái bản thiết kế riêng cho bạn rồi. Các bạn hãy cứ để cho cái người này họ tới với cuộc sống của các bạn, để cho cái người này họ thể hiện trong cuộc sống của các bạn. Còn sau đó bạn mới có thể đưa ra được cái quyết định là cái người này có thực sự phù hợp với mình hay không. Còn thật ra nó giống như là việc vũ trụ ship hàng đến thì các bạn đòi đổi ấy. Nhưng mà bạn cứ đòi đúng là phải đúng là anh A, đúng là cái người giống như thế này cái các thứ. Nhưng mà đấy là cái thứ mà các bạn nghĩ nó sẽ phù hợp với bản thân của mình, nhưng mà thực chất là cái thứ đấy nó lại không phải là thứ phù hợp. Thế nên ở đây mình thấy là hôm trước có một cái bài viết rất là hay nói về việc đấy là cái thứ mà chúng ta cần ấy không phải là một người có đủ những cái gạch đầu dòng đấy, mà cái thứ chúng ta cần đấy chính là cái người đem đến cho chúng ta những cảm giác thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Và chúng ta cho rằng cái người có đầy đủ các gạch đầu dòng đấy sẽ đem đến hạnh phúc cho ta, nhưng mà chưa chắc đâu. Có thể họ sẽ là một cái người rất là khác so với bình thường. Mình cứ có cảm nhận là các bạn đúng là vũ trụ đang gõ đầu đấy, đang bảo là Astral Angel này, tức là kết nối nhiều hơn với vũ trụ này. Hãy biết được rằng là bạn không có thể kiểm soát được những cái thứ đó đâu. Ai đến với chúng ta thì nó cũng là một cái sự sắp xếp rồi, và chúng ta tương tác với họ như thế nào thì cái đấy lại là cái quyền quyết định của chúng ta. Các bạn nếu như mà đang lụ tụ này nha, mà đi xem nhiều cái thể loại nhiều nơi á, mình thấy là ngừng lại đi cho đỡ mệt. Mỗi một nơi họ nói một kiểu, sau đấy làm bạn bối rối và hoang mang rất là nhiều. Đây này, cốc đầu đấy, chị đang cốc đầu đấy. Đây này, đây resistance này. Nói chung là các bạn không chấp nhận được một cái sự thật, các bạn cứ đấu tranh với nó. Nhưng mà rồi thời gian sẽ cho bạn cái câu trả lời xác đáng nhất, rằng là tại sao mọi thứ diễn ra như vậy, tại sao mọi thứ này phải có những cái chuyển biến như vậy, để khiến cho cuộc sống của bạn nó hướng đến một cái giai đoạn tốt hơn thôi. Nói chung là bây giờ các bạn đang rất là rối, và mình cảm thấy là bản thân các bạn cũng không được bình yên ở thời điểm này. Thông điệp dành cho tụi bài số. Thông điệp dành cho tụi bài số 3. Đây là cuộc sống là những cái chu kỳ và những cái sự thay đổi. Bạn cũng phải có những cái sự thay đổi để có được những cái gọi là biến chuyển ở trong cuộc sống của mình. Thì bạn phải chấp nhận cái điều đấy thôi, không thể nào mà chống lại được đâu. Mình thấy là kể cả nếu như bạn không có đi xem bài, không đi xem bói, muốn biết trước được tương lai, thì bản thân bạn đối với những thứ nó đang tới, các bạn rất là chối bỏ, các bạn rất là không đón nhận, các bạn đấu tranh rất là nhiều. Và mình thấy là bạn là một người có rất là nhiều tố chất tuyệt vời. Tại sao bạn lại tự ti đến cái mức mà kiểu chối bỏ mọi thứ như thế? Tự tin lên chứ, bạn là một người rất là tuyệt vời cơ mà. Hãy đối diện với những cái khó khăn đó, hãy đối diện với những cái thách thức đó. Bởi vì thời cơ nó, cái gì nó đến với bạn ấy, nó khó khăn với bạn nhưng nó cũng vừa là thời cơ của các bạn. Nếu như các bạn giải quyết được những thách thức đấy thì cuộc sống của bạn nó sẽ trở nên tốt hơn cơ mà. Rồi tiếp đi. Thông điệp dành cho tụ số 3. Hãy có niềm tin, giữ vững niềm tin vào cái giấc mơ của bạn. Bạn đã đủ tốt rồi. Nói chung là như mình nói là bản thân bạn không thể kiểm soát mọi thứ đó đến với mình đâu. Bạn chỉ có thể kiểm soát được bản thân của các bạn thôi, và cái cách mà bạn đối xử, cái cách mà bạn tương tác đối với mọi chuyện thôi. Cho nên điều đến với bạn, cho dù nó tốt hay nó xấu đi chăng nữa, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển nó. Đấy, cho nên là bạn đừng kiểm soát cái đầu vào, mà hãy kiểm soát cái đầu ra ấy, kiểu thế. Và hãy nhớ rằng này, cái sự giao tiếp ấy chính là chìa khóa của mọi thứ, chìa khóa của sự thành công, chìa khóa để dẫn bạn ra khỏi những cái thứ nó lòng vòng này. Nói chung ấy, vũ trụ muốn nói với bạn rằng là thư giãn đi. Mình thấy tâm trạng bạn rất là lộn xộn, rất là loằng ngoằng. Hít sâu thở đều và để mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên. Thời gian nó sẽ cho bạn cái câu trả lời, là bạn nó sẽ khiến bạn, giúp bạn ấy là bạn nên làm gì. Và đặc biệt là vũ trụ cũng sẽ gửi cho bạn những cái hướng dẫn thông qua những cái thông điệp trong cuộc sống, hoặc là đột nhiên lúc đó bạn nằm mơ, hoặc là bạn có những cái dấu hiệu nào đấy khiến bạn đưa ra được cái quyết định nó tốt đẹp nhất cho cái tình huống mà các bản thân bạn đang gặp phải nhá. Rồi, đó là các bạn chọn tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like, đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.